mở cái tuyến đường đấy, ngã ba đấy thì là lên. Con là tạ. Chả có cái gì mọc được. Đã lên, toàn là đã lên. Núi đá. Đá Đồng Văn. Cầm được cái quay cái bác. Cầm được cái quay. Không ngay hả? Núi đá. Đồng Văn mèo vạc. Cầu thì về Hà Giang với tôi. Anh Kim, quê hương thứ hai của anh Kim. Quê hương thứ hai thật chứ. Con hen con lá này đứng con đi đá tính đá. Sao con lên đây mới thiệt là đá này. Ở đây rồi. Thịt mua bắp đấy chứ con này bắp nó gắt cấy xong thì đóng rồi đấy à. Giờ đây, giờ mà em mua bắp thì chả thấy đá đâu. Cỏ chết cơ. Nó lành quá. Lành rồi chết hả? À? Chẳng phải nắng hả? À? Nắng là nó đã chết. Lành nó mới chết. Mua này đi à. Cỏ dặt trên đá nó còn sống mà. Tí đất thôi. Xã Sung La. Xã Sung La. Sung La, Sung La. Địa phần xã Sung La. Xã Phình. Sa phin sa phốt. Đây là sa phin. Nghe quá.